Xin chào các em, chào mừng các em đến với chương trình Vườn Đọc số thứ 5, chương trình do Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ thực hiện. Trong số này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện Anh Cút Lùi của nhà văn Võ Quảng. Đọc truyện anh Võ Quảng viết cho các em, tôi có cảm tưởng như mình trẻ lại, lùi về từ những ngày thơ với tất cả xung động bồn chồn. Đó là lời nhận xét của nhà văn Đoàn Sỏi dành cho Võ Quảng. Giờ thì chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện Anh Cút Lùi nhé. Câu chuyện bắt đầu. Ông thợ đang hút mật, bỗng nghe một tiếng soạt dưới dây bìm bìm. Ông thợ nhìn xuống, thì ra đó là một anh cun cút vừa lùi đến. Cun cút đang run rẩy nép sát vào bụi. Ông thợ ái ngại hỏi, gì vậy anh cun cút? Nó xua tôi. Nó là ai vậy? Là thằng bổ trao. Ông thợ mỉm cười. Cun cút hồn hển nói tiếp, nó còn là thằng cáo già, có lúc còn dọa mụ mèo hoang, thằng chó dữ, còn rắn độc, cả lão quạ đen nữa. Quả thật, nhiều lần ông thợ nhìn thấy cun cút. Lúc cun cút lùi trong bụi tre, lúc chạy tránh trong lau lách, lúc đứng nấp trong bụi rậm, lúc ở chỗ này, khi ở chỗ khác, nay đây mai đó trông rất tội nghiệp. Ông thợ hỏi, vậy nhà anh đâu? Không nhà. Nên có một ngôi nhà để ở. Khi ta đã có được một ngôi nhà vững chắc, có xào dậu tử tế thì không phải lùi phải tránh gì nữa. Loài ong chúng tôi xem việc xây dựng là việc vô cùng quan trọng. Chúng tôi xây dựng hàng nghìn căn phòng trên những thân cây cao, đến bọn cáo già cũng không thể mon men mò đến được. Cun cút vỡ lẽ gật gù. Rất đúng, tôi phải làm ngay cho tôi một ngôi nhà. Tôi phải chấm dứt cuộc đời luôn luôn lùi tránh. Lùi tránh còn mệt nhọc gấp trăm lần sự đói khát. Tôi sẽ được kiến cổng cao tường, sẽ được sống thoải mái. Còn thằng nào dám gọi tôi là thằng cút lùi nữa? Chương trình xây dựng nhà cửa của cun cút khá quy mô và tỉ mỉ. Trước nhất là khâu tập hợp nguyên liệu, sau đó là khâu thi công. Nguyên liệu phải chọn hoàn toàn tốt, có vậy thì nhà cửa mới vững chắc. Rào dậu phải làm bằng tre trúc loại thật già. Nhà còn phải ngăn những phòng lót toàn bằng hoa lan. Như vậy vừa được ngăn nắp, vừa được ấm áp. Mùa xuân đã đến, trời đã vén mây, đến lúc phải bắt tay vào việc. Nhưng chợt cun cút lại nghĩ, gì mà phải vội, ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng chẳng sao. Hôm nay là tiết xuân, phải đi chơi một vòng đã. Cun cút đi dọc bờ ruộng, xòm xòm ngó ngó, la cả tìm cách bắt chuyện với bọn cóc, bọn nhái đang ngồi đợi bọn kiến với sâu bò ra. Một ngày trôi qua. Hôm sau, cun cút lại bắt tay vào việc, nhưng lại chợt nghĩ, gì mà phải vội, ngày mai bắt đầu cũng chẳng sao. Nghĩ mà giận cho thằng bổ trao, nó dám xua ta, phải đến nói thẳng cho nó biết nó là đứa ba hoa. Cun cút đến gặp bổ trao, tất nhiên phải có những cãi cọ. Bổ trao bảo cun cút dám nói bậy, cun cút bảo bổ trao dám nói bậy, chẳng thể hạ hồi phân giải, vì chẳng ai chịu ai. Một ngày trôi qua. Hôm sau cun cút lại bắt tay vào việc, nhưng cũng lại chợt nghĩ, gì mà phải vội, ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng được chứ sao. Đêm qua phải lùi mấy lần mệt quá, hôm nay phải nghỉ cái đã, nhất là phải ngủ thêm một giấc. Không có gì tốt cho sức khỏe bằng việc ngủ một giấc ngủ ngon. Đó chính là lời của bác sĩ Sỏi nói với ta như vậy. Cun cút chui vào bụi, ngủ ga ngủ gật. Một ngày nữa đã trôi qua. Hôm sau, cun cút lại định bắt tay vào việc, nhưng lại chợt nghĩ phải đến gặp bọn vạc, hỏi chúng xem mỗi ngày đã ăn hết bao nhiêu cua với ốc. Vạc sinh nghi cho cun cút, muốn giật phần ăn của mình. Chúng nện cho cun cút một trận, cun cút bị mất mấy cái lông đuôi. Một ngày lại trôi qua. Và cứ thế, ngày nào cun cút cũng muốn bắt đầu, nhưng rồi cũng có lý do để hoãn việc. Lúc thì thấy đau đầu, lúc thì thấy chóng mặt, lúc thì nắng gắt quá, lúc sẽ có cơn mưa. Ngày lại ngày qua, mùa xuân như bất ngờ đã trôi qua,
rồi mùa hè, mùa thu, mùa đông cũng đi vào dĩ vãng. Chương trình xây dựng từ mùa này đến mùa khác, từ năm này đến năm khác vẫn còn nằm trong dự định. Ông thợ gặp Cun Cút hỏi: "Nhà cửa đã xong chưa?" "Chưa xong gì cả." "Thế khâu nguyên liệu đã đến đâu rồi?" "Cũng chưa có gì cả." "Gì chứ, gỗ tốt với tre trúc thì có thiếu gì?" "Tre gỗ bạt ngàn, làm gì cho hết, nhưng đã nghĩ là phải làm. Chúng tôi xây dựng hàng năm có đến hàng vạn căn phòng, vì chúng tôi sống là phải thực hành. Một lạng thực hành có giá trị bằng hàng nghìn cân dự định. Chúng tôi không bao giờ để đến ngày mai. Một việc có thể làm ngày hôm nay được, cứ lấy cớ này cớ nọ để lùi việc lại ngày mai. Có lúc đó cũng là hình thức của sự tránh việc, của sự lười biếng. Anh lười biếng hay kiếm chuyện nói quanh, Cun Cút có nhiều lý do để lùi việc làm nhà. Mãi cho đến ngày nay, tuy nhiên liệu tràn đầy, Cun Cút vẫn phải chui bờ, ở bụi cũng vì lười biếng. Chúng mình đương nhiên không muốn sống chui lủi như Cun Cút đúng không nào? Hãy chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các em.